Chị nói gì gì mà đây là tôi phóng thực lên cô Đức cái cô Hòa thì không có nói gì đâu, gì đâu. Không rồi. Thì em nói anh nghe, con em sai cái gì em chấp nhận cả cái đó. Em không chống đối một gì hết, nhưng mà nó phải cho đúng anh. Chứ còn không thể nào bây giờ á, anh muốn làm sao anh muốn. Mấy chị cứ vô đi. Rồi, mời anh chị. Rồi. Anh tắt cái máy giùm em đi. Cái này là của bạn. Làm việc với bạn tắt không? Công việc gì á là còn ở đó, anh cứ tắt cái máy đi. Rồi bây giờ là phường tôi nghe đó, tôi chạy lên đây tôi nghe anh chị coi bây giờ cái vụ việc như thế nào, anh chị ngồi hết đi. Rồi, anh nói rồi, anh cho tôi nói cái gì ha. Rồi. Rồi anh là chủ tịch phường đúng không? Đúng rồi. Tôi đang ủa kỳ vậy. Tôi đang phát trực tiếp nhưng mà tôi chưa có đưa cho anh ha. À, bây giờ anh chủ tịch phường anh yêu cầu tôi tắt máy. Mấy anh em đâu hết rồi, mấy anh em được phường đâu tắt máy. Thì bây giờ tôi hỏi anh nào, ở đây mình có cái gì, cái quy định nào mà cấm ghi hình không anh? Không, nếu anh có tôi sẽ phối hợp với các anh. Thực ra thì cái việc á thì tôi nói với anh thế này nè, bây giờ cái việc của anh á giờ tôi chưa biết cái việc như thế nào. Đúng rồi. Tôi lên đây tôi lắng nghe anh chị để xem đúng rồi cụ thể nó như thế nào. Rồi rồi. Còn á thực ra người dân thì được giám sát chính quyền đó là chuyện bình thường. Không đúng, chính xác, chính xác, chính xác. Mai đâu vấn đề gì cả. Đúng. Nhưng mà nếu cái việc gì đó mà ví dụ như bây giờ tôi cũng chưa biết cái việc cụ thể như thế nào thì anh chị cứ trao đổi, ở đây có anh em chuyên môn nó làm cái vụ việc của mình đúng không ạ? À, thì mình cứ trao đổi xem cụ thể coi như thế nào. Ở bây giờ xin lỗi anh là chủ tịch phường. Dạ đúng rồi. Em cũng không biết tên anh. Tôi mà chắc Hùng. Anh Hùng. À, thôi cái gì trước mắt là tôi quan ngân cái tinh thần của anh. Tức là anh có trách nhiệm với người dân. Có tôi nghe anh em điện rồi. Anh nói rồi tôi nghe thì bây giờ tôi cầu thị tôi nghe anh nói thì bây giờ tôi cũng yêu cầu anh cũng tiếp thu ý kiến người dân. Rồi thì anh nói đi chứ. Thì bây giờ là tôi với một công dân. Tôi phải nói là tôi mình ở chỗ nào anh nhờ? Để tôi nói xong rồi tôi sẽ giới thiệu cho anh ha. Tôi rất khuyến khích tinh thần của anh. Anh là một chủ tịch phường. Nhưng mà hôm nay là ngày chủ nhật, ngày nghỉ của các anh. Nhưng mà chẳng qua nó sự việc như vậy là nó làm phiền anh. Mà thậm chí cái giờ này cũng là cái giờ nghỉ trưa. Tức là hai cái nghỉ vô một nè. Nói chung bà con có công việc. Nhưng mà đó thì tôi rất gọi là tôi rất quan tâm cái tinh thần trách nhiệm của anh đối với người dân ha. Cho nên tôi rất muốn là phối hợp với các anh để giải quyết công việc này, nó không phải là cái chuyện lớn à, nhưng mà các anh nên phải lắng nghe người dân à, còn người dân á có sai, người dân tụi tôi thiệt lắm, người dân sai thì bị xử phạt, bị bắt vô tù, cán bộ sai thì phải xin lỗi dân. Cái anh nó rất nhẹ lắm, người dân tụi tôi nó mới nặng, đúng không? Cái câu nói đó anh có cần tôi nhắc lại cho người nào nói không? Ông ta lên, ông ta ủy viên Bộ Chính trị, ông ta lên lên đài TV, ông ta nói đó. Ừ, mà không những nói một lần mà nói nhiều lần à. Còn ở đây á, tôi phối hợp với anh là như thế này. Tức là tôi á, biết được Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho phép người dân làm bất cứ việc gì khi pháp luật không nghiêm cấm. Thì ở đây, không phải ở đây, mà tôi tới đi tỉnh, thậm chí ra Hà Nội luôn, tụi tôi vẫn lay kim, vẫn phát trực tiếp. Tại vì ở đó là không có quy định là cấm. Nhưng mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là còn khuyến khích người dân nên đặt giám sát camera trong phòng điều tra nữa kìa. Mà sao ở đây các anh lại không cho tụi tôi live stream? Còn nếu anh thí dụ cái gì tôi không biết, nhưng cái tinh thần của anh trước mắt là trong live stream này người ta đã khen cái tinh thần của anh rồi đó. Thấy không? Đó là một việc làm tốt. Cho nên tôi muốn anh xử sao cho nó đúng một người lãnh đạo có tâm và có tầm. Tức là vậy. Tức là tôi vẫn được livestream anh hả? Nhưng mà tôi không quay vô anh. Còn hình ảnh anh. Tôi vi phạm thì tôi chịu trách nhiệm. Rồi, cảm ơn anh Hùng. Rồi, thế thì tôi sẽ hợp tác với anh. Tức là bây giờ vậy. Tôi là một người dân. Tôi sửa xe ở đây, nhưng mà tôi tình cờ thôi. Thì tôi nghe nó lùm xùm thì ra tôi thấy chị này chị không có kiềm chế được. Chị quăng giấy tờ, chị làm tùm lum. Tôi mới hỏi chị chuyện gì thì chị mới nói ra là bé con chị là đi á, là bị anh Dũng về công an phường mình á bắt xe trên Bùng Binh. Mà bắt xe xong á phạt á là tổng cộng là 650.000. Nhưng tiền đưa rồi mà xe không giải quyết mà còn bắt về phường làm việc nữa.
Và trong khi đây là ngày chủ nhật, không có người làm việc mà kêu về phường làm việc, trong khi bé mười mấy tuổi thì làm việc thì tôi không biết làm cái việc gì ha. Rồi cái thứ hai nữa, anh ta bắt anh ta phạt nhưng không có một cái biên lai, một cái chứng từ gì hết ha. Mà cái mức phạt á, thì tôi hỏi ra thì mỗi một lỗi là 150, bốn lỗi là anh lấy 600 ngàn, nhưng phạt 650 ngàn. Tôi ha hỏi ảnh vậy chứ còn 50 ngàn nữa là anh phạt lỗi gì? Anh nói giữ xe. Tôi hỏi giữ xe mấy ngày? 50 ngàn. Anh nói 7 ngày. 7 ngày 50 ngàn. Thì tôi mới hỏi ngược lại anh là vậy chứ một ngày bao nhiêu tiền? Anh nói là tôi không có quyền hỏi anh. Sau đó anh suy nghĩ sao ra, anh nói là tôi là 7 ngày 49 ngàn, 50 ngàn. Thì 50 ngàn thì anh chỉ lấy người ta được 649 ngàn chứ sao anh lấy người ta 650 ngàn. Đối với các anh làm cơ quan nhà nước, các anh không đổ mồ hôi hoặc cái gì đó, anh kiếm một vài triệu nó dễ. Còn người dân chúng tôi thật, tôi đi qua trả vé 100 đồng tôi cũng đòi. Trả vé tôi thiếu nó 100 đồng đó, nó cũng không chịu. Cho nên nói người dân tụi tôi rất quý đồng tiền. Nói vậy thì tôi nói anh thế này nè, bây giờ người dân á, hay là bây giờ người dân thì đi làm thì đúng là bây giờ cái tình hình Covid cũng khó khăn thì người dân cũng khó khăn. Còn cán bộ tụi tôi thì với nhà nước trả lương nhiêu thì được cái nhiêu thôi, chứ làm gì có cái gì mà anh nói là kiếm mấy triệu dễ đâu ra. Chứ hồi sáng giờ tôi nghe anh phạt hai ba người là hết mấy triệu rồi đó. Cái đó phạt thì là bây giờ rồi anh ngoài cái nội dung đó, anh còn trao đổi gì nữa không? Rồi tôi muốn tìm hiểu là anh Dũng này anh đi làm là anh được, không biết là ở ủy ban nhân dân phường mình có biết là anh đi làm hay không, hoặc là ai ký lệnh cho anh đi làm, hoặc anh đi làm theo sự chỉ đạo của ai đó. Nội dung tôi là chỉ đó thôi, tức là bây giờ các anh phải giải thích cho tôi là anh này anh đi làm là theo sự chỉ đạo của ai, hoặc là có công văn, có chỉ thị, có cái gì để chứng minh ảnh là cái người đi làm cái việc bắt xe này là hợp pháp, và cái xe này vi phạm như thế, và anh chứng minh đúng lỗi đúng tiền chúng tôi sẽ đóng phạt vui vẻ không có gì hết. Rồi chỉ có vậy thôi, nhưng ở đây tiền ảnh nhận rồi, quyết định không có, biên lai không có, mà đã nhận tiền rồi còn con ta con gái về mà giờ này anh mời lên đây, giờ nghỉ trưa mà giờ văn phòng nhắn thì mời lên đây để làm cái gì, trong khi anh đã lấy tiền, anh xử phạt rồi, anh mời lên làm cái gì? Thứ nhất là anh trả lời cho tôi cái lý do là anh bắt lên đây để anh mời lên đây làm cái gì. Bây giờ để cho anh trao đổi trước đi. Anh không nói này, anh này không liên quan gì hết. Đúng rồi. Em là bây giờ này khi mà em đi làm ở đường này bắt xe em bé này tên là Hà Minh. Rồi. Thì khi mà bắt xe là nằm ở đường. Đây còn một người nữa là cũng đi lên đóng phạt nữa nè. Thì gần tới đường Minh thì bắt xe thì yêu cầu cái này phát hiện xe là không có nhiều con gái. Không có con chứ họ. Thì bắt đầu làm cái kêu là xuống xuất trình giấy tờ thì nó không xuất trình được một bất cứ một cái giấy tờ gì. Em có lập biên bản và có ký tên biên bản hoàng. Sau đó thì mới điện cho người nhà bảo cầm giấy tờ lên xin đóng phạt lấy xe sớm. Em giải thích là trong quy định là tạm giữ xe 7 ngày. Còn cứ bình tĩnh, Sau đó thì về nhà lấy giấy tờ, photo giấy tờ, có photo đưa cho em đây rồi. Photo giấy tờ lên thì em mới lập biên bản là ra quyết định trả xe cho là trước thời hạn. Thì đóng phạt xong thì trả và có ký. Đang phòng Phước Thạnh nè Thế ơi. Có photo giấy tờ đây, có giấy đây. Sau đó thì bé thì lấy xe về. Lấy xe về thì bắt đầu mới nói với bố mẹ làm sao thì không biết. Thì bắt đầu là mẹ mới chở nó lên trên này gặp em ở trên này thì em mới quay lại em hỏi làm sao. Thì mới kêu nó có giấy tờ tại sao lại phạt nó. Thì em mới giải thích là bây giờ có nghĩa là quy định của luật là khi đi là phải mang bất cứ đi đâu phải mang hai cái giấy này, một thiếu một trong hai giấy này thì sẽ bị tạm giữ xe 7 ngày. Thì bây giờ cái người này bảo là con tôi nó có khi em hỏi thì không xuất trình, thì em nghĩ là không có thì về phạt không mang. Nếu như không có anh cũng có giải thích, nếu như không có cái này phạt tới 1 triệu, đồng thời phạt thêm người giao xe nữa là 1.4 triệu nữa là 2.4 triệu nếu không có cái giấy phép lái xe này. Nhưng mà đây em chỉ phạt nó không mang là 150 ngàn, không mang cái này 150 ngàn, không có bảo hiểm 150 ngàn, còn với lại không có kiến 150 ngàn. Cho mượn cái bảo hiểm để đó lên, không có liên quan đây. Sau đó thì bắt đầu là con bé này mới nói về kêu bây giờ mẹ bảo là bây giờ anh là anh công an hình sự của anh lấy quyền diện bắt xe.
rồi bù luôn bù la ngoài đường, em kêu anh Sen khu phố lên lên làm chứng để cho giải thích cho mà cũng không nghe. Rồi em anh em quay phim tùm lum hết. Em giải thích cái chỗ mà bây giờ tôi cũng đang quay nè anh. Cái thời gian đi làm với lại một cái nữa là cái chỗ mà mình mặc công an mình ở dưới này thì đâu có phải là con không được. Thì đúng rồi, mà bây giờ kế hoạch tuần tra người ta đã nói là bây giờ đi tuần tra tháng này tháng cao điểm về an toàn giao thông. Trong chương trình kế hoạch nghị quyết đều có hết. Bây giờ đòi kiểm tra tôi kế hoạch nghị quyết của tôi. Kế hoạch nghị quyết tôi mắc gì mà trình cho anh chị ngoài được. Anh ơi, anh có biết thông tư 67 quy định cái gì không? Đây, tất cả những cái gì thuộc tôi nói. Những giấy tờ gì liên quan phải công khai minh bạch. Tôi đã liên tục tôi giải quyết cho bé này, có nghĩa là về trong giấy tờ tôi hẹn đồng hoàng, tôi ghi rõ đồng hoàng, có ký xác nhận đồng hoàng lên chữ ký đây. Tôi lập cái bản sai cái gì đây? Tôi có sai cái gì ở đây không? Quy định tôi làm sai cái gì? Để anh nói xong rồi anh nói. Đó, lập cái bản xong đó thì cứ mọi người từ từ thôi, mọi người. Đúng rồi, đúng rồi. Trả đồng hoàng đây, tôi có ký cho biên bản trả đồng hoàng, trả lại xe đây. Lấy xe về đâu đó xong cái về nói với mẹ là như vậy. Thì nhưng mà chú bây giờ chú nói xong chưa? Giờ đến lượt con. Còn bạn trả đây, quyết định phạt tôi bao nhiêu? Đây, bên chú có đưa về cho con gì đó. Cái này anh như hồ sơ đâu có đưa em làm gì? Có như anh lấy tiền người ta, không cần phải đưa một tờ giấy gì cũng như hồ sơ, lấy tiền người ta rồi mà còn lưu hồ sơ à? Một cái gì hết trơn đấy, lấy tiền rồi. Ở đâu vậy bạn vợ ơi? Hôm nay ở phường Phú Thạnh, Bình Long bạn ơi. Ở bên phường đang sửa xe kế bên á, nghe sùng ngoài đường. Ra hóng tưởng sao thằng bạn mình bị nữa. Ui giờ sáng giờ. Sáng giờ ông bắt người ta nhiều lắm. Chị bình tĩnh chị. Cứ bình tĩnh chị. Ở đây là có người nói có người nghe. Chị cứ bình tĩnh chị. Ha. À, để anh Hùng ảnh rồi thì bây giờ trước mắt thì những cái vấn đề của em họ em hỏi như thế đó anh Hùng. Rồi anh Hùng cứ xem thì anh Hùng có thể giải thích cho em thông em hiểu rồi em phối hợp. Anh thầy ngủ trưa hết thầy. Dạ. Họ là gì? Nhà mình ở Phú Hòa, Phú Đức đúng không? Từ cái sự việc là em có đi xe và em có ở trong biên bản là có thể hiện là cái nội dung này là đúng đúng không em? Nhưng mà không cứ đúng hay sai? Đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Con có cầm theo giấy tờ không? Con cầm theo bằng lái xe thôi. Còn cái này là của em. Thôi bây giờ con nè, con khi con đi là con cầm theo những giấy tờ gì? Con chỉ cầm này của con thôi. Có một cái bằng lái xe. Còn cái này là không cầm theo đúng không? Dạ. Rồi giấy phép cái này là việc xe anh Dũng. Dạ. Rồi việc xe cái bảo hiểm là không có cầm theo đúng không? Đúng rồi. Có nghĩa là khi mình cầm rồi có cầm theo bằng là giấy phép lái xe. Dạ. Thì đó là đúng, có cầm theo giấy phép lái xe. Nhưng mà em hỏi là rồi khi tại thời điểm đó thì mấy chú thổi con lại thì con có xuất trình giấy phép lái xe không? Con ở trong đây nè, ví dụ con không thì bây giờ cho chú hỏi là khi mà mấy chú làm việc với con có xuất trình không? Con có cầm ở trong đây nè. Không, con có cầm nhưng con có lợi con. Bây giờ con phải anh Hà cho em xem. Không, bây giờ nè, con nghe trọng tâm vô cái chú. Dạ. Chú hỏi cái gì con trả lời cái đó, có hay không chứ con không có trả lời vòng vòng. Lúc mà con hỏi chú bắt con lại, chú kêu con là gương chiếu hậu đâu, con kêu là con không xe này không có gương chiếu hậu tại vì lâu rồi không có chạy xe này nên giờ không có xe nữa, không có cầm xe này con đi mà nhà con tới ngay đây thôi à. Cái chú kêu con là bây giờ cà vạt xe với tờ xe đâu, cái xong rồi chú lấy tự nhiên chú lấy ra chú ghi liền luôn. Cái con mới nói giờ con chỉ có bằng lái xe, con không có cà vạt xe, chú đợi con xíu để con gọi điện cho người nhà con mang lên trình nó luôn. Cái chú mới kêu con là gọi điện cho người nhà đây, cái xong rồi chú vẫn ghi cứ ghi lỗi vậy á. Cái con mới gọi điện cho em con kêu là đang đứng ở đâu để mang lên. Cái xong mà con gọi điện cho ba con là chở em con lên là con bị bắt ngay chỗ đó vậy đó. Chú là đợi một đây, xíu. Đây là ba mà, của bé dạ. Đúng không? Lúc mà con chờ đợi xong á, chú kêu là bây giờ thôi khỏi cần đi, giờ ghi hết cái lỗi xong rồi mang lên trên phường giải quyết. Xong rồi con mới ghi là chị giờ con chú ghi con lỗi gì vậy, đóng tiền bao nhiêu thì con mang lên đó con giải quyết. Chú cũng trả đặt cho con là mấy cái này hết. Rồi lúc mà xong xuôi hết rồi, con gọi điện cho người nhà con để chở là hai người chạy thá
về. Cái chúng mới kêu là bây giờ thủ tục hai cái photo tờ giấy cả bạc xe, chúng không nói với thằng lái xe luôn. Chúng kêu con là photo giấy tờ xe lên trên phường hôm nay giải quyết. Con kêu là vậy là tí nữa con lên phường giải quyết đúng không chú? Chú kêu đúng rồi, photo này ra, chú còn nhắc con là photo này ra, có anh đi theo anh còn nhớ nữa. Con mới kêu là vậy là bây giờ con ký xong rồi lên trên phường giải quyết liền đúng không? Xong rồi anh kia mới kêu con là trong cốp có gì không? Con tự người đi đường bạn ơi. Con là có bị biết chết liền gì không? Con mở cốp xe không được. Con mới kêu là thôi chắc không có gì đâu anh. Con anh mới kêu là cắm chìa khóa xe lên. Cái anh trèo lên xe con anh đi. Con mới kêu ủa sao chuyện gì vậy? Chứ xong rồi anh mới nói là anh chủ không nói rồi. Đúng rồi. Phạt xong rồi còn chưa lên phường. Đợi khi nào anh đóng tiền phạt rồi mới giải quyết. Nãy giờ chú giải thích với chú cư là anh này tôi thấy anh quen quá. Cái giống này chú đầu cái trắng nè. Bán cái gì đây? Cái giống. Biết gì đó chú. Sáng ngày lắm. Tôi vô đã có tôi vô mua phân lan. Ủa chú nói con không có thể năn nỉ chú nha. Anh Vinh Phân Lan. Chú sai rồi đó. Đây bạn ấy. Đây ở nhà không có xe đâu mang cái tờ ra. Thì bố cái điện thoại người nhà đánh không vậy bây giờ mình tranh chấp những cái đó nó không có ý nghĩa. Dạ không gọi hai cuộc đúng chưa? Không bé khỏi. Không bình tĩnh. Cái đây này cái bây giờ mình không có tranh chấp như vậy. Đúng thì đâu nó còn có đó. Bây giờ tôi nói chị nè, cái quy định nào cho anh phạt cái số tiền dạ à. Mà bây giờ anh phạt anh có biên lai không? Anh phạt mấy ông này có biên lai đấy đâu mà ghi quyết định. Xong rồi, bây giờ em tôi còn chưa biết cái quyết định đó, cái quyết định gì nữa kìa. Em chấp nhận là phải cái điều kiện phải đúng. Ví dụ nó có cái này thì cái này ra. Anh bây giờ anh có cần tôi về tôi mang cho anh một bộ sơ xử không? Tôi không cần. Anh làm ở đâu anh đi làm. Thấy có xử lý. Tôi bây giờ tôi cần anh giải quyết cái bộ này à, cho nó đúng quy trình nè, à, chứ tôi không cần cái chuyện khác. Còn anh muốn xử lý ngày mai mốt á. Tại sao lúc đó anh thay cái xử lý anh cứ ghi phạt mấy kia anh phạt. Anh là công an hình sự hả? Anh cứ ghi lại đăng ký tên rồi. Anh thích cái công an phường của thầy à. Không phải hình sự. Để anh đăng ký. Nó ghi anh phạt công an. Tôi chưa có biết, anh nói vừa nghe thôi. Hàng không ghi chợ trong những ghi. Tôi anh nói vừa tôi nghe được rồi. Công an phường Phú Thịnh. Đáng mà nhiều tiền nhưng mà em bức xúc của không em. Có chị. Bữa nay á. Bữa nay là 650. Dạ. Ngày mai nó là 650 sao chị? Dạ. Tới cái đời con đời cháu của mình nữa kìa. Chứ không phải cái đời mình không đâu. Em làm là em làm để cho cái đời thế hệ sau này nó thấy để nó đấu tranh, nó không bị người ta chà đạp, không bị người ta đè đầu cái cổ. Nội cái mình đóng thế không là là điên đầu rồi. Chứ mình làm thì đời mình ăn thua cái quái gì nữa. Cái xe khách của hai cái thằng đó nó chạy đó là xe là xe này của con bé này. Mà con bé này thằng đó buổi sáng nó để nhà ngoại nó mượn. Rồi bắt đầu nó đang muốn đi chợ thì mượn xe em nó. Bây giờ điện cái ba cho em nó là em nó không có xe ở nhà để mà đi. Thì làm sao ai mang giấy tờ. Buộc nó phải điện ba nó để chở hàng về nhà lấy giấy tờ. Không được, bây giờ hai thằng khách chạy về lấy giấy tờ nó ra photo. Chứ thật sự có xe đến đâu. Em này đánh ngoài giữa cây nghe đầu trắng. Chứ có sao sao gì. Dân của mình lâm không có dân đâu tới đâu. Không vậy đó, chưa đâu. Khi mà nó vô chuyện rồi á, tôi nói trước nha, tôi mà đã làm là làm tới cùng. Chứ chị đừng có bị người ta dùng tình cảm hoặc cái vấn đề gì đó. Chị dừng tại chỗ như cái thằng hôm rồi trong Thanh An, ở Minh Hưng trong Thanh An á, là tôi không có chấp nhận. Bây giờ theo chị làm sao thỏa đáng? Thì bây giờ em nói thiệt với anh, bây giờ á. Phải, em chấp nhận, nếu con em sai em không chống đối, em vẫn phạt. Phạt bao nhiêu cũng phạt, nếu phạt đúng. Còn nếu không đúng thì... Còn bây giờ thí dụ người ta phạt đúng thì chị biết đúng là đúng, cái như thế nào đúng không? Thì em nói giờ thông lương chiếu hậu đi. Không gì em chịu phạt. Đó là giờ chấp nhận cho đường công an theo giấy tờ em chịu phạt. Nhưng mà nó công an bằng lái. Và không giữ xe 7 ngày thì phạt những cái đó. Vậy là chị chỉ có cái chị bây giờ ý chị là chị không giờ, không chấp nhận là có bằng lái mà không bằng lái. Rồi là đúng rồi. Liêm giữ xe một chút xíu mà tính 7 ngày. Với lại ảnh phải làm theo đúng cái chuyên mục của ảnh. Ảnh là cái gì ảnh phải làm chứ ảnh là giao thông để ảnh sao ảnh là hình sự để ảnh làm. Không, bây giờ em nói chị nghe nè. Bây giờ nè, tôi cho là những cái lỗi đó chị sai hết. Người ta phạt anh 650.000 là đúng. Đúng. Nhưng người ta có đúng chức năng làm đúng cái nhiệm vụ người ta hay chưa? Nếu các anh bỏ qua là mai mốt người ta sẽ bắt cháu con anh gia đình anh nữa. Vì chú này là chú sai rồi đó. Đó, vô đây chú còn giật nữa nè. Cái thái độ của công an. Đó,
bình tĩnh, bình tĩnh được ba. Thái độ, thái độ của công an làm việc á, mọi người thấy không? Thấy không? Giật biên bản ha. Cái thái độ của công an làm việc đó nha bà con. Đó. Công an phục vụ nhân dân đó. Công an tỉnh này có quyền kiểm tra tụi tôi. Nhưng mà chú là người khỏe con. Còn ý là dân không có quyền kiểm tra cho nó có quyền làm càn đúng không? Theo anh là vậy chứ vậy. Anh nói là thanh tra công an tỉnh mà có quyền kiểm tra cái anh đúng không? Còn dân là không có quyền cho nên cái anh muốn làm gì anh làm phải không? Anh nhầm rồi. Anh nhầm rồi. Anh nhầm rồi. Anh để coi thế này nè. Tôi là dân đen nè. Anh nói tôi không có quyền nha. Rồi được rồi. Cái này anh tôi thì anh coi cái quyền của cái anh tới đâu. Không có gì đâu bé, cứ bình tĩnh. Thanh tra mà có quyền kiểm tra cái gì? Kiểm tra giấy tờ chuyên đề hả? Ôi giời, nhỏ cái thông tư 65. Mẹ thông tư 65 mấy ông đem ra chủ đích mẹ rồi công an phường nó nói là người dân không được quyền nè. Ông nào đã cái soạn thảo ra cái thông tư 65 à. Đó. Xuống đây nè nói chuyện với công an phường nè, nó nói người dân không có quyền nè. Đó, thông tư 67 chứ. Cái đó vậy đó để anh chứng minh anh là người công an nó có quyền bắt người ta. Cái sợ là thằng nhân dân khác đi tôi bằng công an kiểu gì đấy hả? Người giả danh. Đúng không? Trời ơi, chứng minh anh là cái người giả danh nào? Công an cái kiểu kiểu cái thời công an chị á. Rồi sao? Đó là công an cái kiểu cái thời công an giờ nó vậy đó. Để bắt chị nè, để bắt cô nè, hay là bắt mày nè. Anh nói là vậy. Cái giấy đó là như vậy đó, theo tôi hiểu không là người dân không có hiểu biết, nhưng mà đơn giản á nó làm như vậy đó. Các anh á, tôi nói các anh á, người dân người ta vi phạm, các anh phải làm cái gì, anh phạt người ta phải nể, người ta phục, thì người lần sau người ta không tái phạm. Còn anh làm cái này, lần sau người ta gặp mặt các anh, người ta không, người ta khinh. Cái quan trọng là cái đó đó anh cũng là giải quyết một việc. Anh thấy không, như anh vi phạm là tôi đã hướng dẫn cho. Như anh Hùng nè, tại sao anh lên đây anh giải quyết công việc nó lại khác. Như anh đâu có liên quan gì đến. Đúng rồi. Người vi phạm tôi giải thích người vi phạm. Mà tôi đang giải thích cái bản đồ chứ không phải. Thôi thôi, bình tĩnh để cho chủ tịch phường giải quyết trả lời. Cái sự việc á thì đến đây là cho mọi người cũng rõ rồi đúng không? Gia đình của anh chị là ba mẹ của bé đúng không? Thôi bây giờ thế này. Bây giờ nếu như anh chị muốn có yêu cầu làm việc bây giờ ha, thì anh chị qua công an phường rồi tôi sẽ qua làm việc với anh chị. Còn á là cái nội dung á thì tôi ngày hôm nay thì có anh ở đây thì thôi bây giờ là đáng ra là cái việc đó, nếu như anh chị mà ở ngoài đường mà anh chị còn trong cơ quan nhà nước thì nó có những quy định riêng của nó, thấy không? Ví dụ như thôi bây giờ tôi vẫn để cho anh lên anh quay như thế này á, nhưng mà thật ra như quay như thế này nó không đúng quy định đâu. Cái đó, không đúng cho nào anh nói đi tôi sẽ dừng liền. Cơ quan nhà nước á là khi đã vào làm việc cái cơ quan nhà nước là cơ quan nhà nước là cái nơi mà không được quay, đúng không? Thôi bây giờ tôi nói thế này nè, nhưng mà tôi cũng không căng thẳng cái chuyện của anh chị, tại vì cái việc này thôi nó cơ bản như thế này là nó rõ rồi. Thì bây giờ nó rõ là rõ sao anh? Anh chị á, rõ sao anh? Để thích cho người ta hiểu để lần sau người ta không tái phạm nữa anh. Cái việc của bé là có biên bản đó rồi. Biên bản nghe nó nghe nè, là anh bé đi, nó cũng đã anh đi. Không đọc không vậy, không vậy, tự ghi không tự ghi không quan trọng. Nếu như mà anh em lực lượng mà làm sai quy định thì anh chị có quyền khiếu nại. Chính xác. Không sao hết, đúng, mình đúng, có quyền đúng, khiếu nại và cơ quan nhà nước phải giải quyết cái khiếu nại đó trả lời cho anh chị. Nha. Ngày hôm nay thì bây giờ cái vụ việc đến giờ này á là bây giờ anh chị như anh chị nói ngay từ đầu, tôi cũng là tại vì nghe cái vụ việc tôi chạy lên đây với anh chị cùng với anh em lực lượng. Thì bây giờ là thứ hai, anh chị có vấn đề gì nếu anh chị cho rằng cái việc mà hiện nay anh em của cơ quan nhà nước, anh em của lực lượng làm như vậy là nó không đúng thì anh chị có quyền khiếu nại, thì là cơ quan nhà nước sẽ trả lời cho anh chị. Còn lại cái nội dung ở đây có thời biên bản ở đây có thể hiện là 9:05 nè, cái nội dung như thế này, bé đã ký vô đây. Tuy nhiên ngày mình lên mình làm việc mình cứ trình bày rằng cái nội dung chú làm như thế này, chú ghi những cái trong cái lỗi này là cháu có những cái lỗi gì như vậy đúng hay không, cháu cũng có quyền, không phải là cháu không có quyền. Mình vẫn trao đổi là cái việc này chú xác nhận cho cháu những cái việc này, tại khi đã đi tại điểm đó thì đúng là trên biên bản nó đã cháu đã ký. Tuy nhiên mà ví dụ như là cháu nói rằng cái giấy phép của cháu là chú cháu có cầm giải thích nha bà con. Cháu có cầm theo. Là tuy nhiên là chú thích. Không có yêu cầu nên cháu mới không xuất trình. Chẳng hạn như vậy, hay là những cái nội dung nào có liên quan mà cháu cho rằng là trong quá trình mà các chú làm việc với cháu, các chú giải thích cho cháu chưa rõ, hay cái nội dung nào cái này cái kia mà cháu thấy nó vẫn là cháu chưa hiểu, thì cháu cứ trao đổi thì là các chú sẽ là
có cái biên bản làm việc cụ thể với cháu, đúng không? Sau khi mà các chú làm việc cụ thể với cháu mà cháu vẫn thấy rằng, và cháu đây có ba mẹ đi theo đây, nếu mà gia đình của mình thấy rằng các chú làm có cái gì đó mà nó chưa rõ, hay là giải thích chưa tới nơi, hay cái chỗ nào nó chưa đúng, mình cứ trao đổi, các chú sẽ ghi biên bản cho gia đình của mình. Còn nếu như các chú mà đã giải thích và các bên trao đổi với nhau mà nó chưa rõ, thì các quyền của công dân mình cũng có quyền khiếu nại rằng cán bộ công chức nhà nước, cán bộ lực lượng của mình làm như vậy nó không đúng, hay là cái chỗ này kia, thì anh em người ta sẽ có văn bản trả lời cụ thể cho con. Cái quan trọng là người ta không đúng, nhưng người ta có biết là người ta không đúng không kìa anh? Cái đó là không phải là một mình lực lượng ở đây không, lực lượng công an ta không đúng mà ta nó có người ta nó có cơ quan làm dọc là công an thị xã, và cơ quan quản lý hành chính ở đây là ủy ban dân phường. Khi mà cái sự việc đó người ta giải, các chú giải thích cho gia đình và những cái nội dung có liên quan mà cháu cho rằng cái nội dung đó nó chưa đúng, thì là cơ quan nhà nước sẽ có cái trách nhiệm là trả lời cho gia đình mình bằng văn bản. Còn ngoài ra, sau khi mà cơ quan chuyên ngôn là công an phường đã trao đổi, đã trả lời cho mình, thì còn lại cơ quan chuyên ngôn của cấp trên đó là ủy ban là công an thị xã, đó là cơ quan gọi là chuyên ngôn của công an, đúng không? Ngoài công an ra thì ủy ban dân phường đó là cơ quan quản lý hành chính nhà nước, trên cấp trên của cơ quan quản lý hành chính nhà nước có ủy ban dân thị xã nữa. Và tất cả những cái điều các chú làm hay là các chú giải thích cho gia đình đó cũng phải dựa trên quy định của pháp luật, và quy định của pháp luật thì nó chỉ có một thôi, nó không phải là nó có hai được, mà trên cả nước mình là chỉ có một thôi, thấy không? Tức là Việt Nam mình là một đảng, là chỉ có một luật chứ không hai luật anh. Giải thích như vậy anh chị có nắm được chưa? Tức là anh chị phải hiểu là nước Việt Nam mình có một đảng thì chỉ có một luật, chứ không thể nào một đảng mà có hai luật. Đúng không anh Hà hả? Anh Hà, anh Hùng hả? Anh Hùng hả? Đúng không? Mà bây giờ con muốn mình chú giải thích cho con là tại sao con mấy chú kêu con, rõ ràng chú kêu con là lên tí nữa, lên lấy xe đóng phạt, lấy mang xe về, nhưng mà sao chú lại lập biên bản? Cái việc này thì thôi, bây giờ cô nói với anh chị, con chú nói với cháu luôn ngay đầu. Bây giờ nè. Nó bây giờ không có cần nói, nhưng mà mình cứ căn cứ cho biên bản. Về nguyên tắc là khi con vi phạm mấy chú lập biên bản phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Quy định của pháp luật quy định là 7 ngày thì 7 ngày sau thì con mới được lấy xe. Khi nào khi vào giờ hành chính nhà nước là tuần thứ hai thì tụi cháu mới lên để mà thực hiện phối hợp với cơ quan nhà nước để thực hiện cái nghĩa vụ là khi mình vi phạm mình đóng phạt. Yeah. Tuy nhiên ở đây á, là chú thấy rằng là chú Dũng vì cái gì đó thì chú không biết, nhưng đã linh động giải quyết cho cháu như thế này là nó chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật, mà nó phải là vào giờ hành chính. Yeah. Cháu phải phối hợp với lại bên công an. Yeah. Giữa cái người vi phạm và cái người đi thực thi công vụ đó, để phối hợp cái việc đó, để hướng dẫn cho cháu, để cháu đi cháu thực hiện cái trách nhiệm của mình khi mình vi phạm, cháu hiểu không? Nhưng ở đây á, là chú Dũng đã linh động giải quyết như thế này là cũng là linh động để giúp cho cháu thôi, nhưng mà xét về quy định là như vậy là nó chưa phù hợp. Ngày hôm nay chú trả lời với cháu rõ cái vấn đề nó như vậy nhá. Thì thôi, cái vụ việc của cháu á, bây giờ có cả ba mẹ của cháu ở đây đó, như vậy là nó cũng đã là với lại là chú cũng nghe, thì chú cũng chạy lên đây để mà thứ nhất là nắm là cái sự việc như thế nào. Dạ. Cái thứ hai nữa là trao đổi với gia đình cháu, còn lại cái giải quyết thì là sáng thứ hai giờ hành chính cháu sẽ lên cùng với lại là công an phường, cháu sẽ trao đổi lại tất cả các cái nội dung này. Cháu cho rằng cái chỗ nào chú chưa giải thích cho cháu rõ, cái chỗ nào cháu cho rằng là chú ghi cái lỗi vi phạm của cháu như vậy là nó chưa đúng, thì các chú sẽ có trách nhiệm giải thích cho cháu cho rõ ra, đúng không? Và chiếu theo quy định pháp luật, khi cháu vi phạm những cái điểm này thì cái mức phạt nó như thế nào và nó làm sao. Còn hiện nay mà chú đã linh động giải quyết cho cháu như thế này thì chú đã nói rồi, thấy không? Về nguyên tắc thì nói vậy là nó sai quy định, nó chưa phù hợp. Anh Hồng ơi, anh cho tôi xin lỗi, cho tôi nhắc lại nè. Anh bây giờ anh quay lại vấn đề đi anh Hồng. Hồi nãy là anh hỏi tôi cái gì, tôi đã đặt câu hỏi anh chưa trả lời cho tôi. Cái thứ nhất, cái thứ hai, anh nói là bây giờ cái này là không phải ngày làm việc thì thứ hai giải quyết, đúng không? Thì bây giờ thứ hai giải quyết tôi vẫn đồng ý, thì bây giờ anh giải thích như thế này thì thôi, thì để thứ hai anh giải thích ha. Cái quan trọng, cái mấu chốt ở đây, thứ hai giải quyết, nhưng mà tại sao bữa nay anh lại lấy tiền người ta rồi mà anh không ra quyết định đó? Bây giờ anh trả lời cho tôi cái vấn đề đó. Không vậy, cứ từ từ ha. Cái quy định nào cho phép anh thứ hai giải quyết chủ nhật lấy tiền? Thứ hai nữa,
lấy tiền không biên lai, không có quyết định. Linh động là giải quyết cho là đi. Anh linh động cái đó là anh linh động, anh chỉ trả xe cho người ta. Anh Dũng nè, tôi nói cho anh nghe, thí dụ anh linh động được nha, thì anh thôi bây giờ chú giải quyết cho con về có xe đi học đi làm. Giả sử như anh là lương tâm con người, anh linh động, con để giấy tờ xe lại, con mang xe về, thứ hai lên giải quyết, thì sẽ chú ra quyết định đúng phạt cho con hoặc cái gì. Cái đó là gọi là vấn đề linh động. Anh làm như thế, người dân rất hiểu, rất nể anh này, rất cảm phục anh đó. Mặc dù tôi chưa nói đến cái phần là cái anh có cái thẩm quyền đó hay không, tôi chưa nói đến cái phần cái mức độ thẩm quyền của anh đó. Bây giờ tôi cho giả sử như anh được phép làm như thế, thì anh nếu anh xử lý linh động là linh động như thế anh Hùng à, chứ không phải linh động mà lấy tiền người ta rồi hẹn ngày sau lên giải quyết. Cái đó là tầm bậy, không có được. Cái hình thức đó là anh lấy tiền người ta rồi cho thứ hai lên giải quyết ngày sau nữa. Đấy, anh Hùng mới nói anh trả lời cái thắc mắc của anh chị này này, thì anh mới trả lời, anh kêu là thứ hai đó. Thì bây giờ cái vấn đề đó rồi, thì bây giờ cái 650.000 của người ta anh tính như thế nào? Anh kêu người ta về rằng người ta quên. Người ta vi phạm thì tôi lập biên bản, thì tôi sẽ ra quyết định là... Rồi anh ra quyết định chưa? Đâu, biên bản thì ai đâu? Không, bây giờ anh nói ra quyết định đâu? Xin xe sớm ngày nay. Xin xe thì anh lấy tiền, anh có biên lai, thì xin xe sớm mà trễ thì cứ có biên lai. Cái vậy tôi hỏi anh á, cái quy định nào mà anh lấy tiền phạt? Nhưng mà chú nói con là lên đóng tiền phạt anh sẽ giờ. Anh lấy tiền phạt người ta mà anh không ra quyết định. Không ra biên lai. Hai người đó. Lúc mà chú chạy lên xe, kêu lên xe không chở lên đó. Bây giờ con không có nói cái chuyện mà không có bằng chứng. Ủa, người ta là cái gì mà sao người ta xin được? Ủa? Không có lấy tiền, giờ chú kêu con là lên. Chú có phải là... Anh làm việc như vậy là anh không nói, vậy là không được rồi. Anh làm việc cho anh cá nhân là cái hình thức cá nhân là nhũng nhiễu nữa rồi. Anh Hồng đúng không? Bây giờ tôi nói anh Hồng nè, anh dù gì tôi không cần biết. Anh về đó. Hôm qua là bỏ tại gia cô bé không? Không dám đi. Thôi giờ nói cho anh Quang thế này nè. Bây giờ cái việc này thì là em giải thích rồi, anh ha. Cái việc mà anh em nó làm mà nó giải quyết, nó linh động, nó giải quyết như vậy thì linh động phù hợp, nó cũng không phù hợp theo quy định pháp luật đâu. Còn lại cái không, sự việc hồi nãy không phù hợp, bây giờ anh xử lý thì sao? Anh nói xong anh phải giải thích chứ, anh đừng có nói nữa chừng anh bỏ xuống đi qua. Của anh á, tại vì sao anh này á, là anh là cái người quay, anh không phải là cái người có trách nhiệm trực tiếp về cái sự việc là gia đình của anh chị, đúng không? Nói là tôi phải là... giải quyết là tôi trao đổi về cho anh chị, chứ không phải là tôi không phải có trách nhiệm trao đổi với anh chị. Tôi tên Niên. Anh Niên hả? Anh Niên nhá. Nên nói vậy để cho anh Niên thông cảm. Còn nếu như anh Niên là với trách nhiệm là người dân, anh Niên thấy cái sự việc đó nó không đúng. Ví dụ như vậy thì là anh sẽ làm việc với cơ quan nhà nước. Ví dụ như ngày có thể là thứ hai, anh có thể lên gặp anh em trực tiếp để trao đổi rằng tôi không có phải là cái sự việc có liên quan, nhưng tôi thấy cái sự việc như vậy là mấy anh làm nó không đúng. Anh có thể gọi là bức xúc đi, anh lên phản ảnh lại cái sự việc đó, anh em sẽ ngồi trao đổi với anh về cụ thể cái nội dung anh nhé. Còn rồi là... anh nói bây giờ tôi anh nói về tôi, anh để tôi trả lời cho anh đi rồi anh mới nói người khác. Anh đang nói tôi, anh đem người này vô sao nói chuyện được? Tức là vậy, tức là anh nói cái việc này là không phải của tôi. Tôi chỉ có quyền, đúng ra tôi chỉ đứng bên ngoài tôi dự kháng hoặc tôi lắng nghe và lay chim, chứ tôi không có ý kiến, đúng không? Đúng, tôi vẫn biết như thế. Hồi nãy tôi nói với anh nếu như người dân giám sát cơ quan nhà nước đó là một chuyện bình thường, không có vấn đề gì cả. Thứ nhất là anh là người không có trách nhiệm có liên quan trực tiếp đến sự việc. Đáng ra rút đò vào cơ quan hành chính nhà nước, chúng tôi ngồi ở đây với anh chị là chúng tôi làm việc rất là thoải mái, làm việc trên dân chủ lắng nghe, đúng không? Thì tôi đang lắng nghe anh. Không lay chim đâu. anh không có quyền, anh không chấp. Ở đây cơ quan nhà nước là tôi có quyền cho anh, tôi không có quyền nói anh là anh không được chụp hình và quay phim ở trong cơ quan nhà nước, là tôi được quyền. Anh riêng á là tôi để cái sự việc, tôi để cho thoải mái. Anh lấy cái quyền đó, anh dựa vô đâu anh lấy cái quyền đó? Ở đây anh Quang à, cái điều khoản nào? Thôi bây giờ thế này, anh đang nói chuyện với tôi, anh cứ bắt ông này nhân chi? Giải thích cho anh nè, anh Quang với chị là người có liên quan trực tiếp, thì tôi giải thích cho anh rồi. Còn lại những cái gì mà gia đình mình còn thắc mắc thì thứ hai là gia đình mình lên trao đổi trực tiếp với lại anh em để mà mình có cái
có cái trao đổi để mình tìm hiểu được rằng là anh chị đang thắc mắc cái chuyện gì và như thế nào. Còn ngay từ đầu tôi đã nói rồi. Bây giờ tôi nói thẳng với anh chị, bây giờ đã đánh vào cái vấn đề 650.000, không nói về dòng. Đã linh động cái gì? Không cần linh động. Tôi không cần cái anh linh động, anh cứ giữ 7 ngày đi. Ngày mai cũng lên không làm việc được. Ừ, giữ 7 ngày luôn. Vậy nếu mà bây giữ 7 ngày đi. Ngày mai là chú cho con xin. Vậy là không lấy xe về luôn. Cho giữ 7 ngày luôn. Trả tiền con lại. Em giữ xe lại. Nếu mà vậy thì em được con đứng nhận rồi. Vậy là bây giờ đi. Vậy bây giờ đi. Lại cho em thắc mắc cái này. Đó, bây giờ kêu trả tiền giữ xe lại. Cái này nè. Thì bây giờ phải giải quyết cái này đi. Chị không có cần bán cái này. Đóng 100 triệu tôi cũng đóng cho chị. Chứ lỗi càng nhiều càng tốt. Em nói thẳng như vậy luôn. Không có nói gì. Cái biên bản trả xe thì là gia đình chúng ta có giữ cái bản nào chưa? Không giao biên bản luôn nha. Bắt xe không giao biên bản mà lấy tiền. Tới giờ này mới giao biên bản cho người ta nè mọi người. Bắt ngoài đường mới về phường giao biên bản nè. Nhưng mà ý là bây giờ đây này, khi lo kinh phạt thì có hai cái này. Khi lên đóng phạt thì đưa hai cái này với giấy tờ này cho em. Thì em mới giải quyết. Thì em linh động em giải quyết cho là cho chú đâu có nói chú, chú mà lên đây. Bây giờ không có cần cái sự linh động. Không cần sự linh động. Em đi hồ sơ. Bỏ đó. Bây giờ nè, yêu cầu không linh động. Anh cứ giải quyết đúng như trong giấy tờ ghi. Coi trong biên bản có ghi giữ xe 7 ngày không. Thì để xe đây đi về. Không lấy xe về. Đó, đúng rồi, đi về thôi. Ừ. Đó. Còn tiền không nhận luôn. Đã lấy tiền rồi. Lấy tiền mình không nhận luôn. À, không lấy thì thôi. Đây này, con cầm cái biên bản này về. Chú lấy cái này chú không tiền rồi mai mốt ngày mai không lên chứ chứ không. Còn không lo rồi, cứ lấy biên bản về. Cứ lấy biên bản về. Con cầm biên bản này lên đi. Bây giờ cầm biên bản rồi, mình phải giữ biên bản. Giữ biên bản của con á là bây giờ là con đã đóng phạt rồi. Tức là bây giờ nè, đó, ảnh đang mất tiền là anh trả lại lấy 650.000 nè. Bây giờ anh kêu anh trả lại nè, đúng không? Bây giờ anh trả tiền lại đúng không? Tại vì anh chú á, tôi chuyên môn nói với chú á. Hỏi à, anh là anh trả tiền lại làm sao? Xin linh đồng để giải quyết cho con. Thôi được rồi, cái nội dung của con như thế nào thì cứ hai con lên xe trao đổi. Tôi trả lại tiền, tôi giữ xe lại 7 ngày. Theo đúng quy định là đến ngày 11 tháng 9 hẹn anh chị lên đây tôi giải quyết. Rồi. Được chưa? Thì trả thì cứ trả đi. Trả tiền nói trả thì trả. Có cái công linh động con lên. Đấy. Tức là bây giờ cái tiền này là tiền gì? Trả lại cái tiền mà xin hồi nãy xin linh động không phải lấy xe trả lại tiền, tức là ngày 11 tháng 9 lên. Tức là cái nói chúng nói cho đúng. Con không có xin linh động. Chú kêu con. Bây giờ nè. Cầm cái này lên. Anh cầm đây để bài. Để mà là đóng tiền cái gì liền chứ không ai xin anh tự đi. Cứ có người nói có người nghe chị. Đừng có kêu người vậy nó làm ăn cái gì. Lúc đó là cái con người bây giờ chở con lên. Rồi, bây giờ chị muốn giải quyết cho nó xong việc hay là chị cứ muốn đẩy vào nhà người vậy? Bây giờ muốn gia đình muốn tiền đâu? Tiền đâu? Đúng ngày 11 tháng 9 lên đây tôi giải quyết. Còn không có thứ hai lên đây cũng được. Không có được. Nè, anh giữ tiền để giáo bài nè. Đó, người ta chưa có nhận tiền anh kìa. Vậy con là con nít này. Điện thoại con phải không? Làm như vậy là chú sai rồi. Điện thoại của con hay của chú? 156 con nít gì nữa con? Thì bây giờ con không chú mày đủ điều kiện về điều năng lực hành vi. Nếu mày cứ nói những cái chuyện mày nói làm được cái gì? Bây giờ là con vi phạm chú lập biên bản con đồng hoàng. Bây giờ hỏi chú là chú trả tiền lại đúng không? Lấy tiền về. Biên bản giữ biên bản. Sau đó là bây giờ ứng trên giới hạn 7 giờ ngày lên chú biết. Bây giờ con cầm biên bản về 7 ngày nữa con lên đây lấy có cái tiền này lấy xe này. Xe là chú giữ lại xe bởi vì con không muốn linh động giải quyết nữa thì bây giờ con cầm biên bản về đúng ngày con lên. Cái này là chú nói con à, hồi nãy chú giải thích cho con rồi. Thì bây giờ cái này là cái biên bản, cái này là số tiền mà mấy chú công an á. Theo như mấy chú nói là linh động là giải quyết cho gia đình của mình. Còn con thì con nói là con không có yêu cầu linh động. Cái việc đó thì thứ chú hai con cứ để chú nói mày. Thứ hai con lên rồi con sẽ trao đổi cụ thể. Có cái lãnh đạo của công an phường nha. Thì con sẽ trao đổi cụ thể là cái sự việc của mình như thế nào. Bây giờ chú dạy chú trao đổi với con là con cần cái biên bản này để ra biên bản của con. Đáng ra là khi con cần cái biên bản này và đến ngày hành chính là ngày thứ hai, con lên cùng phối hợp với công an phường rồi con mới đóng phạt. Tuy nhiên bây giờ con đã đóng phạt rồi thì tiền còn ở đây. Một là con cầm cái tiền này về rồi thứ hai con lên con giải quyết. Cái thứ hai là con không cầm thì mấy chú công an vẫn giữ cái này của con ở đây. Rồi là thứ hai con cứ lên phối hợp với công an phường con giải quyết được cho con. Rồi bây giờ tức là bên bên có anh trả tiền lại đúng không? Chú giải thích cho con vậy con lấy tiền là phải có biên bản.
chứ không người ta nói mấy chị tống tiền người ta. Bác lấy biên bản trả tiền, lý do sao trả tiền? Chứ không có lấy cái kiểu này là người ta nói là mình người ta nhận sai, người ta bồi thường tiền cho mình đó. Bây giờ chú nói với con thêm một ý nè, không có nhận là phải làm một cái giấy về cái quy trình, về quy trình làm như thế nào nó đúng, và tất cả những cái việc làm này như vậy nó có cất vô luôn hay chưa, nó đúng hay chưa. Tất cả anh cất vô, bỏ lại vô cất lại nha, cả cái việc của là công an phường, con nghe nói được chưa? Những cái nào mấy chú làm không đúng thì mấy chú phải chịu trách nhiệm. Biên lai quá gì, bây giờ lấy tiền là cần gì biên lai nữa lận nha. Rồi, bây giờ lại... anh ghi tờ giấy là lúc mới giờ nhận tiền. Đúng rồi, chứ không có cái kiểu mà cứ đi ngang về tắt cứ trả anh tiền, anh lấy người ta anh trả, phải có giấy tờ chứ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chú ơi, bây giờ xin tôi cho đóng phạt trước tôi. Đừng chú đừng nói như vậy, con không có xin. Chú hỏi cái anh đi chung với chú coi, chú nói con là cầm cái này. Ủa sao anh không anh về hả? Tí nữa lên trên phường đóng tiền lấy giấy tờ. Một anh kiếp đường lạnh rồi nè. Rồi ok. Rồi bữa này ngon rồi. Không kiếp được anh lặng rồi. Đó. Nè, anh cán bộ làm việc anh không có con này con nọ nha. Anh phải tôn trọng người ta nha. Không có con cháu. Anh nói người ta quá sinh năm 96 mà con cháu gì? Xin con với tôi thì chú với con. Cái luật nào cho anh là anh xin anh cán bộ anh nói chuyện người dân anh xin con ơi xin là chú hỏi con này tôi nói là tôi xin rồi, là con rồi, bây giờ chú hỏi sao chú hỏi con này bây giờ kia. Ý con muốn là cầm biên bản về hay là như thế nào? Bây giờ chắc chắn là phải cầm biên bản chứ, sao không cầm? Trời ơi, lập biên bản người ta mất xe rồi, không lấy biên bản là mất cái xe luôn. Biên bản này là chú đã ghi nội dung là chú giữ cái xe mô tô biển số này, bây giờ chú giữ lại xe, con cầm biên bản về và đến sáng ra con lên. Rồi bây giờ anh nhận tiền đó giờ phải đưa lại anh trả tiền lại thì anh phải có một thời gian biên bản đàng hoàng. Lúc bây giờ tôi nhận tiền cũng cảm ơn gì đến khi này giờ này tại mấy giờ tại phường tôi trả tiền lại như thế nào thì để anh chưa tốt liền hả anh lấy tờ giấy khác không? Không viết sao biên bản cũng được, không quan trọng viết sao đây cũng được, viết sao đây cũng được, viết sao đây luôn cũng được. Nhưng mà nãy chú kêu con là chú con xin chú và con giúp con thôi. Bây giờ con cái chuyện mà con nói bằng mồm không có chứng cứ, không có ý nghĩa. Bây giờ cứ yêu cầu chú viết mấy chữ cho con là có trả tiền lại và mình nhận tiền lại, hẹn ngày lên giải quyết đó theo trong biên bản. Bây giờ chú nói khác thì con không tin tưởng chú nữa, chú là người thì phải đi giấy đó, con tin thì phải viết giấy. Bây giờ có anh ở ngoài đây đó, không có cần không có nói gì con tin tưởng nữa, con tin tưởng nữa nữa nào bây giờ phải không phục. Bây giờ chú cứ tin ngoài đây nè, quá hay luôn chứ. Thôi anh chưa trả nè, anh nếu anh trả tiền anh ghi giấy lại cho người ta đi. Rồi về, rồi xong chờ được chưa anh Dũng? Giải quyết cho nhanh lẹ chứ cứ lằng nhằng không có được cái gì. Không, cứ từ từ bình tĩnh. Chị ra ngoài đi, chị ra ngoài đi. Bây giờ nó không tin chú nữa, chú có chú ghi ngồi đây chú nói khác, bây giờ chú đừng có phát. Rồi chú quá lực lộng đi, anh kia ngồi ngoài kia. Thôi, đừng có nói chuyện vậy, nói chuyện để đến cơ quan làm việc không có nói như vậy được. Lớn cái gì, ai lớn ai nhỏ, ai lớn ai nhỏ hết á, cứ làm nó đúng quy trình. Đây là mấy chú này là phục vụ mình, phải không? Công an phục vụ cho nhân dân chứ không phải làm bố tới nhân dân, không có sợ. Ừ. Lúc mà chú kêu kêu là giờ có chuyện mặt lái xe không có gì xe, chú kêu con là gọi người nhà mang lên, chú kêu chừng nào mà người nhà mang lên rồi xuất trình giấy tờ xe cho chú. Mà bây giờ chú lúc mà ngồi đây chú lại nói sai rồi xử không như vậy. Tại sao chú nói sai rồi? Anh đang viết giấy trao trả tiền. Lên tới chừng này lúc mà chú. Thôi để cho chú làm việc đừng có nói. Mày nói mày ra ngoài mày nói để người ta làm việc. Lúc mà hành mặt qua đây nè. Không có thằng này thằng nọ mà. Thằng này thằng nọ cái gì? Có ra ngoài đi, có ra ngoài đi, có ra ngoài để ba có đây con làm việc. Để cho ba con làm việc. Anh thấy làm việc cái thằng bà rất sốt. Nói không cho ai nó cứ bức xúc rồi cứ không có giải quyết được gì hết. Mẹ đói bụng chết mẹ luôn, cứ ngồi đây được cái gì?
có thì cái giấy tờ xong phát một rồi về rồi cứ trong đó theo đó là làm. Lấy bao nhiêu tiền à? Lấy 650.000 bạn ơi. Lỗi ghi lỗi là không khí hậu, không giấy phép lái xe, không đăng ký, không bảo hiểm, mỗi lỗi 150, 4 lỗi 600.000 và còn 50.000 nữa là lỗi giữ xe, tiền giữ xe 7 ngày nhưng mà thực sự ra là trả xe liền, có mấy tiếng hồ nhưng mà tính tiền tới 7 ngày. Mà bây giờ có 7 ngày đi nữa thì 7 lần 7 49, chứ cũng chưa đến 50.000 mà lấy người ta là 50.000, tức là 650.000, tức là cũng lấy gọi là cướp của người ta hết 1.000. Thôi còn vài thì gỡ lo nữa. Ôi tôi không dám. Đâu anh ký anh đọc lên cho nghe chứ. Anh phải có mộc đỏ vô chứ, cái này ai ghi không được anh. Cái mộc của xã đâu, mộc công an đâu. Anh cho cái mộc đỏ vô chứ. Trời, mình tới cơ quan làm việc mà anh. Không, cái này nội dung nó không nằm trong đường mà không có đóng dấu vào đây được. Không có, không đóng dấu mà mai chiều anh nói không phải anh ghi sao. Anh nói không có được. Cái biên bản tiền của người ta. Bây giờ tôi... Cơ quan nhà nước anh nói không có... Là tới cơ quan nhà nước mà anh nói không có. Có bao đầu tiên hả? Vì... Như thế nào gọi là có bao đầu tiên anh? Tôi đã nói với anh chị này linh động giải quyết cho anh chị xong. Bây giờ anh chị không muốn tôi giữ xe lại thì tôi giữ xe lại và hẹn đúng ngày. Nhưng mà bây giờ anh, vậy là anh biết đó, anh giữ biên bản luôn, anh không trả biên bản cho người ta nè, thấy không? Đó, xạo xạo biết biết xong rồi không dám đưa biên bản lại nè, mà cũng không ký không gì hết, không có mộc không ký nha con, không có mộc không có lấy, có mộc đóng mộc vô. Về mai chiều nói ông nào ghi đây chứ anh có ghi đâu? Trời ơi, người này người kia ghi vô sao? Đây già lắm, không có được đâu. Chưa có thấy, chưa có nghe cái nội dung, chưa biết nội dung luôn. Anh có mập vô anh đóng xong nhanh ra, tại chính là cái chữ ký nào. Nhưng mà bây giờ yêu cầu anh đọc cho nghe, còn không có mình lấy mình phải đọc, chứ không phải mà muốn đó là đưa cái cầm. Anh cứ lấy tiền người ta ở ngoài vậy quen à. Bây giờ anh kêu vậy. Vậy đọc anh nghe coi. Đây để tôi đọc coi. Lúc 10 giờ ngày 6 tháng 9. Ủa nay ngày mấy ta? Ngày 6 tháng 9, 10 giờ. Bà Hà My có đóng phạt vi phạm giao thông biên bản số 001493, số tiền 650.000. Sau đó công an phường tiến hành trả xe cho bà Hà My. Sau đó thì gia đình không thỏa đáng về việc xử phạt của cơ quan công an nên đã yêu cầu sau đó gia đình em đang đọc cho cộng đồng nghe chị. Sau đó thì gia đình không thỏa đáng về việc xử phạt của cơ quan công an nên đã yêu cầu đưa lại tiền và tạm giữ xe lại hẹn đến ngày 11 tháng 9 năm 2020 giải quyết. Nguyễn Văn Dũng, nhưng mà không có mộc không có mạc gì hết nha. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, cái nội dung này á, tức là tại sao mà chúng tôi nhận lại tiền, lý do là các anh phạt nhưng các anh không có biên lai, không có quyết định. Anh đã lấy tiền rồi nhưng mà anh không ra biên lai và cũng không có quyết định đóng phạt, mà đây là phạt là đưa tiền trực tiếp cho anh Nguyễn Văn Dũng này, chứ không phải là lên kho bạc, cũng không qua cái cơ quan nhà nước thứ hai nào hết, tức là đưa trực tiếp, đưa ngoài đường luôn hả bé? Dạ. Ồ đó, anh lên phường. Lên phường ngày chủ nhật nghe bà con. Bây giờ chúng tôi yêu cầu ở tại phường đây, chúng tôi yêu cầu ảnh xác nhận cái mộc vô cho chúng tôi, chứ để mai chiều anh nói là cái này không phải của anh viết nữa, thấy không? Các bạn thấy hợp lý không? Tại phường chứ không phải ngoài đường thì chắc chắn là phải có mộc, mà tại sao anh không đóng mộc vô? Anh không có biết được đâu. Tôi nói trời ơi, cái chuyện này tôi rành lắm, tôi rành lắm, tôi thiệt, cái chuyện này tôi biết mà, đúng không? Không, cái này thì giờ anh và anh phải ngay phường đây anh xác nhận cái mộc vô chứ. Đây nè, còn nổi cái tờ giấy này cũng không có mộc nữa nè, cái này gọi tờ giấy gói bánh mì gói xôi nè đó, giấy này vậy cái biên bản gì mà không mộc nè, không mộc keo không số hết. Về cái gì thì đóng mộc vô cho người ta về, đóng mộc lên cho người ta về. Đúng rồi. Trong khi cái này nè cũng không có mộc đỏ luôn nè, tờ này cũng không mộc đỏ nè, tờ này thì có nè. Của em mà tài sản của em mà nó không có cái em không chấp nhận nè. Đúng. Nó đi làm cái biên bản này chưa? Biên bản này trên công an thì sáng phát nó cần biên bản này. Không kèm anh bỏ rơi về mà nó kèm. Anh đưa tờ giấy bánh mì tôi không chấp nhận. Đây. Nè anh nhìn đây cái tờ giấy. Bây giờ anh ghi vô đây nữa cũng không có mộc. Tôi rồi chiếc xe của tôi cho ai đây? Tôi rồi chiếc xe của tôi tội ai?
tôi đang nói cái gì là cái biên bản này là tôi không, bây giờ cái biên bản này là bây giờ anh nên nhớ là cái biên bản là cái biên bản vi phạm mà anh ghi cũng sai nữa, con người ta có giấy phép lái xe mà anh cũng ghi là không, anh ghi lỗi phạt luôn. Trong khi là tổ công tác thì chỉ có một người à. Tôi không phục anh. Tổ công tác cái một. Cái điểm đó nha. Biên bản vi phạm hành chính. Cho cái này biên bản gì? Biên bản tạm giữ phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề. À, tạm giữ phương tiện. Một xe mô tô. Rồi. Xe mô tô này không biết xe gì nha chị. 9301 này không có, ý là chiếc này chắc chiếc mô tô rồi. Chiếc mô tô 250 triệu á. Cái mô tô mà không biết cái xe này chứ gì. Giữ đúng rồi. Giữ giữ cái xe mà đưa tờ giấy gì vậy chứ. Ừ, vậy đi. Đây nè. Mực mộc có đây luôn nè. Đây nè. Đó. Không, mình lấy cái bản về, lấy cái bản về nó bỏ đi. Thôi bây giờ anh giờ sao anh lấy cái bản. Ôi rồi, anh có quyền bắt người ta mà giờ nó không có thẩm quyền nó mọc. Trời ơi, anh không có thẩm quyền thì anh tìm người nào có thẩm quyền. Kêu ông Hùng rồi. Anh Hùng, bây giờ anh không có quyền đóng mọc cái đó. Giờ anh chủ tịch ở đây, anh người nào có thẩm quyền anh đóng dấu giùm em à. Chứ anh đâu có... Không phải là bố của bé đúng không? Em nói là giải thích cho anh rất rõ rồi. Tại vì sao em không giải thích cho anh này là tại ảnh là người dân, ảnh là anh nghe cái sự việc là anh nói thôi chứ anh không có người liên quan. Ừ. Hôm nay là thường là bộ phận dân phòng là nghĩ rồi không có học dấu gì đây. Trả tiền lái xe về là quê, quê Cả Lan, không có quê Cả Lan được. Đúng không? Tôi nói cho anh nghe nè, tôi nói cho anh biết nè. Gia đình của anh yêu cầu, ở đây em nói nè. Không, lấy cái biên bản đi. Vậy, cứ lấy biên bản lại đi, lấy biên bản lại đi. Lấy biên bản đi. Anh cần biên bản này đưa cần tiền thì anh sẽ bỏ lại cho anh. Còn tất cả mọi cái công việc mình sẽ giải quyết. Anh Quang ha. Anh đồng ý không? Cháu nó cháu. Đây là con, cái này là của con nha. Cái biên bản này biên bản vi phạm của con. Rồi bây giờ vậy rồi bây giờ có đem xe về được không? Bây giờ anh là người không có liên quan. Chờ chú đừng nói. Tôi giải thích cho anh một lần nữa, anh là không người liên quan, tôi đang giải thích. Tôi sẽ giải thích cho anh nghe vấn đề tôi có liên quan hay không là chỗ này. Anh có cần nghe tôi giải thích, nếu anh không nghe tôi giải thích tôi cứ nói. Bây giờ nè, cái này là cái biên bản của con. Dạ. Cái này con cũng đã đóng tiền rồi. Ở đây dạ. Tất cả có rất là nhiều người. Dạ. Bây giờ chú đã giải thích cho con rồi. Ai sai còn ở đó. Dạ. Thứ hai là hành chính, gia đình mình lên với lại cơ quan nhà nước. Dạ. Mình phối hợp mình giải quyết. Dạ. Con ha, bây giờ một là nếu con có thể cầm tiền về cũng được, không sao hết, tiền con không cầm về thì còn ở đây. Tất cả mọi người ở đây mà. Còn nếu như không thì con cứ cầm tiền về, gia đình cầm về thì về. Thứ hai mình lên dinh cơ quan nhà nước mình phối hợp, cái nào con thấy rằng chưa rõ như chú nói hồi nãy, cái nào chú trong quá trình làm việc chú giải thích cho con như vậy là chưa có rõ, đúng không? Cái này chú làm như vậy con cho rằng là chưa có đúng. Con cứ lên con trao đổi trực tiếp thì khi đó tất cả là gia đình của mình và của bên cơ quan nhà nước sẽ trao đổi với nhau. Xong rồi còn cái việc này khi đó là bây giờ con cầm này rồi, bây giờ con làm chú này làm biên bản, con làm việc với chú này đúng không? Bây giờ chỗ đây đúng. Chú có giấy tờ, chú thuê con trả. Bây giờ con chỉ xin chú cái đóng cái mộc. Chú nói chú không có quyền hạn gì hết. Vậy tại sao bắt xe con lên phường nộp tiền này để làm gì? Bây giờ chú không có quyền gì hết. Chú xé lên con mang xe về, mang tiền về con chứ không có gì hết. Con vi phạm giao thông, chú chưa. Thế bây giờ chú vi phạm giao thông rồi. Con đã không nói chú này bây giờ. Đừng, con làm việc với chú. Con không, bây giờ chú nói với con một lần nữa nè. Tại vì gia đình con lên đây yêu cầu. Người nào bắt người đó xử lý. Cái việc này là bên công an xử lý chứ bên chủ tịch không có xử lý. Rồi. Cảm ơn anh. Đây là trách nhiệm này không phải của anh. Anh chủ tịch đây là làm cái việc lớn kìa. Cái việc chức năng của anh là lo kinh tế cho phường kìa, lo cho người dân kìa. Chứ không phải anh đi giải quyết giao thông. Chú đó nữa, bây giờ con chỉ biết là chú phải muốn mày ra với tôi. Con lỗi cái gì? Chú ghi ra đây. Đúng. Bây giờ con đóng đây nè. Chủ tịch đi giải quyết vi phạm hành chính giao thông nè bà con. Đó, chủ tịch phường nè. Bây giờ này, nếu có chuyện với con rất là bức xúc. Có thể là ra quyết định phạt luôn cũng được. Anh ký ra quyết định phạt ngay bây giờ cũng được. Bây giờ lúc mà bây giờ đúng rồi. Bây giờ nói chuyện mà con nói chuyện với chú phải công tâm rõ ràng chứ đừng. Bây giờ này, cho em. Bây giờ này. Bây giờ có nghĩa là gia đình muốn yêu cầu bên lại đúng không? Không phải ngay bây giờ đúng không? Rồi, xong chưa? Rồi, nhưng mà đúng
Ờ đúng rồi, chốt lại nha. Bây giờ có nghĩa là chốt lại nha, trả giá. Chốt lại. Đúng rồi. Ủa bây giờ chị làm việc vui quá. Chốt lại nha. Trả giá rồi. Bây giờ bây giờ chú mất cái tờ xe con, chú có bởi tờ biên lai này kia hết không? Phụ này vui lắm nè anh Minh Thùy ơi. Phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Đồng chí ha, mình không có cùng chiến tiến, mình không được gọi là đồng chí mà chiến sĩ công an. Bây giờ có chú tự, chú chủ tịch ở đây, chú lại nói là con không có cái này, con không có kia. Rồi gọi tôi không mời đâu. Thì xử lý đi. À, sai xử lý đi. Sai chưa? Nay chủ chủ nhật, nhưng mà cái này là phải tuyên dương anh chủ tịch phường Phú Thịnh. Chủ nhật mà anh cũng tích cực kỳ dân không, anh xuống anh giải quyết vụ việc vi phạm hành chính giao thông luôn. Ồ ghê thật chứ. Nay ở phường Phú Thịnh á, công an phường thì đi bắt xe, chủ tịch phường á thì đi giải quyết vi phạm hành chính. Ồ hay thiệt chứ, phải nói luôn. Biết rồi, kiểu này là công an giao thông là hết việc làm rồi. Công an giao thông hết việc làm rồi. Tôi nói anh, cái quan trọng nhất là ai cho phép anh có một mình anh đi làm? Ai tin tưởng anh? Anh đi làm ai cho phép? Cái quyền nào cho công an phường đi ra bắt xe? Bố ông nào mà dám ký cái lệnh đó? Mẹ đố cha ông nào dám ký cái lệnh mà cho công an phường đi bắt xe? Tôi nói anh á, mình có tào lao. Mẹ, chú ơi, không có thời gian đâu. Mẹ, bữa nay các ông gặp đúng người rồi. Mẹ. Alo. Chú ơi, con đi về. Chú có lời với chú nữa đâu. Bây giờ chú nói hai lời quá. Bây giờ con cũng không biết tin chú hay tin tình ai. Bây giờ chú giữ cái xe này, con xe con lại, con cầm cái bản về đi. Thứ hai lên giải quyết. Không, bây giờ con cầm đi. Ai? Bây giờ con không trả giá được, chú con. Hả? Chú giữ xe chứ không trả giá được. Đủ mẹ nó không xỉu mà tôi xỉu trước nè. Mà một hai là khi tôi hỏi, tôi khi tôi hỏi. Vậy thì đủ mẹ mua cơm ra đây cho ăn đi. Đói bụng thích nước nữa nè. Mua cơm. Đủ quá đó. Công an đây lấy tiền xong rồi trả tiền. Y như đi bán cá bán rau ngoài chợ vậy đó. Ai biết bà này nè bà. Chị phải chị Liên không? À, cái thằng quỷ này nó biết nè. Rồi biết đúng này ông Quân chào bả nè, ông nói đúng rồi. Vui ghê ha. Đậu mẹ coi mà cũng hết pin. Em cái con khỉ em kiểu nào cũng tôi cũng tặng A4 à. Đâu có được. Độ má xí xó lấy tiền lấy xe về là xong á. Nhưng mà nhầm rồi, độ mẹ cứ cầm cái biên bản lấy xe về mai lên đòi xe. Đó, mẹ muốn thì tôi cho cái này cho nó tỉnh người nó ra chứ. Thằng nào? À thì thằng Chiến cũng vậy, thằng Chiến hôm rồi qua tàu Bình Phước cho tôi, nó thay mặt cho phó trưởng công an là cho quà đó. Tôi nói chuyện này anh em mình đi Sài Gòn, tôi quánh đơn xuống tôi phúc thẩm mà, tôi kháng án mà xuống tàu phúc thẩm tàu thành phố mà chưa xong nữa mà. Đồ, chưa dính Covid nó cũng quản lại chứ. Đồ má cái này ông thắng ông mệt với tôi chứ. Đó, mở vụ Thanh An nay vụ này nữa thì đầu ngành là giám đốc công an là chịu hết. Đó, giờ anh đi anh đút đút vô kia anh dụ nè. Đầu má anh dụ nè. Dụ hả? Dụ. Ừ. Anh ăn cơm chưa?
Ôi, chú lên vậy cho anh cơm. Mày sớm thôi mà, mang theo không? Mai mốt mình ra làm cái gì cũng vậy. Người dân bây giờ người ta có hiểu biết rồi. Khó lắm, chứ không có được vậy đâu. Cái thằng này nãy nó ra nó không quyền gì. Mày tầm bậy tầm bạ đó. Mày, tao thấy tao làm mày không có được cái gì á. Mày cao lắm là mày về à. Xử lý ở đây. Mời tôi lên phường, giờ lên phường không có mời qua công an. Chứ anh đừng có nhũng nhẽo quá. Mời lên phường rồi giờ mời qua công an nữa hả? Mời lên phường, đã lên phường rồi không đi đâu nữa hết. Hồi nãy giờ giải quyết rồi. Không có thì ra đây về đánh đơn thương. Lấy xe về. Móc lên đầu xe. Đấy, tại đó, đây giờ đi. Đây về, thôi đi về đi. Nhưng mà, thôi đi về. Lấy xe về, mai mốt lên xe, cái nón của ai đây? Dạ, dạ, nón của em ha. Chị khóa xe để trong bàn, trong kia bàn. Rồi, thôi, bây giờ biên bản lấy rồi phải không bé? Dạ. Hai cái hay một? Hai cái. Hai cái biên bản với tiền. Rồi, ok, xe mình đây luôn phải không? Dạ, rồi, ok. Chị khóa xe riêng đâu? Chị khóa xe riêng đâu? Thôi kệ, người ta giữ xe mà. Không được. Ôi dồi ôi, kinh quá, trời ơi. Công an đem gậy đem vừa cui ra kìa. Ui dồi ôi, sợ chưa. Ui dồi ôi, quá trời luôn kìa đó. Ui, thấy ghê chưa. Ghê chưa. Đó,